Dạ, chào quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại với kênh Mua Bán Nhà Bình Chánh bên em Tùng nha. Thì hôm nay em Tùng sẽ dắt cô chú anh chị mình đi tham quan một cái căn nhà. Thì cái căn nhà của mình á, là nằm trên trục đường là trục đường Hương Lộ 11, gần chợ Hương Long, nằm phía sau chợ Hương Long. Từ nhà mình ra chợ Hương Long chỉ khoảng 5 phút thôi. Đó, 5 phút đi xe máy nha cô chú anh nha. Đó, thì ở đây thì cô chú anh chị mình thấy đây là cái dãy nhà bên em Tùng nha. Thì dãy này gồm có 9 căn, thì bên em Tùng đã bán được 6 căn rồi, chỉ còn có 3 căn thôi nha cô chú nha. Thì nhà mình với thiết kế là ngang 4m, dài 10m, gồm có 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Đó. Thì ở đây có đầy đủ các tiện ích như bách khoa xanh, trường học, ủy ban, bệnh viện, chợ. Ở đây cô chú anh chị mình đi quận 5, quận 6, quận 7, quận 8 chứ gần luôn, chỉ khoảng 25 phút đi xe máy thôi. Thì đây là cái mặt dựng của căn nhà của mình, rất là chắc chắn và kiên cố luôn. Thì mặt tiền thì bên em đã ốp gạch men bóng kiến cho mình luôn, rất là sạch luôn. Và ở đây, đặc biệt luôn, đây là bên cô chú anh chị mình cứ yên tâm nha. Đây là bên em đã xin đồng hồ điện và nước riêng biệt cho nhà mình luôn, tất cả là nhà nước cho cô chú anh chị luôn. Và đường trước mặt nhà mình là đường hẻm bê tông 4m nha cô chú anh chị nha. Thì ở đây thì có đầy đủ các cơ sở hạ tầng luôn, là bên em là có làm cống thoát nước đầy đủ cho cô chú anh chị luôn, nên không sợ ngập úng nha cô chú nha. Cái từ mặt đường lên nhà mình lên là khoảng 5 tấc, rất là cao luôn. Đó, cô chú anh chị mình cứ yên tâm mà không sợ ngập. Vậy trước khi bước vào nhà mình thì bên em có trang bị nhà mình là lớp cửa 4 cánh này. Đó, lớp cửa 4 cánh này được làm bằng sắt sơn tinh điện chống dỉ sét và ốp kính cường lực luôn, rất là chắc chắn và bền luôn. Rồi, thì mời quý cô chú anh chị mình vô tham quan cái căn nhà mình nha. Thì nhà mình là ngang 4 dài 10 nha cô chú anh chị nha. Thì đây là đứng trước cái không gian phòng khách. Thì đây là cái không gian phòng khách, thì về cô chú anh chị mình có thể để được một bộ ghế sofa hoặc là một cái bộ ghế ở đây. Còn bên đây mình để xe. Và bên em Tùng thì đã có ướp gạch lên mình lên là 1m2, rất là sạch luôn. Nhà mình có trẻ nhỏ hay gì đó không sợ bám bẩn vào cái căn nhà của mình. Rồi, đây là cái em có làm một cái bậc tam cấp ở đây, phúc lộc thọ ở đây. Đó, và em có nó ướp đá hoa cương đây luôn. Đá đây nha. Gạch men đây. Đó, về cô chú anh chị mình muốn thì có thể để những cái quà lưu niệm ở đây, hoặc là cô chú anh chị mình làm những cái song lên đó, song đứng lên rất là đẹp luôn. Rồi, tiếp theo thì ngay đây. Đó, cái trần nhà thì bên em là trần thạch cao dực hợp nha cô nha. Đó, có đèn, những cái đèn led đó, cô chú anh chị thấy không? Rất là sáng luôn. Và tiếp theo luôn rồi, có hai cái bóng đèn, có một cái bóng đèn đây luôn. Đó, một cái bóng đèn dài đây để tăng cái độ sáng cho cái không gian phòng khách mình. Còn cái nền nhà là gạch men bóng kiến 60 vuông nha cô nha, 60 vuông cho cô chú anh chị luôn. Rồi, tiếp theo thì mời quý cô chú anh chị mình vô tham quan cái khu vực nhà bếp. Thì nhà mình là nở hậu nha cô chú anh nha. Nhà nở hậu thì cái căn này là nở hậu, nên cô chú anh chị mình phong thủy rất là tốt luôn. Nở hậu thì nó tốt cho nhà mình, mang lại tài lộc, mang lại tiền bạc cho gia chủ khi ở sở hữu cái căn nhà này. Và cái bếp, không gian bếp thì bên em có làm cho nhà mình luôn, là tủ bếp trên và tủ bếp dưới. Đó, được làm bằng nhôm giả gỗ nha cô nha. Nhôm thì cô chú anh chị mình cứ yên tâm luôn, nhôm rất là bền luôn. Vậy thì mặt bếp được làm bằng đá hoa cương đen, thì cô chú anh chị mình vệ sinh lau chùi rất là dễ luôn. Và mình rất là bền theo năm tháng luôn nha cô nha. Rồi ngay đây em có trang bị cho nhà mình là hai cái hộc đây, một bên rửa chén, một bên rửa rau. Đó, rất là tiện lợi cho cô chú anh chị mình luôn. Vậy không gian bếp này cô chú anh chị mình có để một cái bàn ăn ở đây dành cho 4 đến 6 người ở đây mình quay quần bên nhau sau một ngày làm việc mệt mỏi nha cô chú nha. Rồi tiếp theo thì bên đây bên em Tùng có làm cho nhà mình luôn là ống cấp và ống xả của máy giặt, có sẵn ổ điện luôn. Đó, mình để máy giặt đây. Bên đây tủ lạnh, không gian bếp rất là rộng luôn. Và ngay đây em có làm bốn cái kính đây nha, để cho mình độ sáng cho cái không gian nhà bếp của mình ở đây. Rồi, tầng trệt của mình thì có một cái nhà vệ sinh. Thì nhà vệ sinh này là có đầy đủ các thiết bị như lavabo, vòi sen, bồn cầu cho cô chú anh chị mình luôn. Đó. Tiếp theo thì đến cái khu vực cầu thang. Thì cái khu vực cầu thang này lối đi rất là rộng luôn, 1m8 cho cô chú anh chị luôn, rất là rộng rãi và thoải mái. Đó, cô chú anh chị thấy không? Cầu thang mình đi làm bằng đá hoa cương nên đi rất là im chân và thoải mái luôn, rất là rộng rãi. Và tay vịn ở đây, tay vịn là gỗ căm xe, rất là chắc chắn và bền luôn. Rồi nhiều cô chú anh chị mình hỏi bên em Tùng có bảo hành không, thì bên em Tùng có bảo hành cho cô chú anh chị mình nha. Bảo hành nhà cho mình là các thiết bị là 1 năm, còn kết cấu hạ tầng thì bên em bảo hành cho mình là 10 năm luôn. Rồi mời quý cô chú anh chị vô tham quan không gian phòng ngủ thứ nhất nha. Đây là cái không gian phòng ngủ thứ nhất ở đây.
thì không gian phòng ngủ thứ nhất này khá là rộng rãi cho cô chú anh chị mình để ở luôn. Thì đây mình có thể để một cái giường đây, bàn trang điểm, tủ quần áo đó, để rất là rộng rãi và thoải mái luôn. Đó, trần luôn mà cũng là trần thạch cao nha chú nha. Rồi bên đây có ghi sẵn là ống của máy lạnh luôn, về cô chú anh chị mình chỉ cần lắp đặt và sử dụng thôi. Rồi đây là cái không gian cửa sổ rất là mát mẻ và thoáng mát luôn. Đó, rất là mát. Đó, rất là mát mẻ luôn. Từ nhà mình ra chợ Hưng Long chỉ khoảng 5 phút thôi, rất là gần luôn. Và đây có đầy đủ các trường học, bệnh viện cho người lớn tuổi và trẻ nhỏ đi học luôn. Cửa đây làm bằng cửa nhôm nha, nhôm sifa ốp kính cường lực. Rồi, thì trên tầng 1 này mình cũng có một cái nhà vệ sinh. Đó, một cái nhà vệ sinh. Thì mốt em sẽ giao nhà mình thì có đầy đủ thiết bị như lavabo rồi sen bồn cầu cho nhà mình luôn. Rồi, tiếp theo thì đây là cái không gian phòng ngủ thứ hai. Thì không gian phòng ngủ này thứ hai này cô chú anh chị mình có thể làm phòng ngủ hoặc là phòng thờ ông bà tổ tiên gia đình mình. Ở đây nó cũng có một cái hai cái cửa đây, hai cái cửa sổ đây, rất là thoáng mát và mát mẻ. Xung quanh đây dân cư ở đông luôn cô chú nha. Ban ngày này thì người ta đi làm, cô chú này ở rất là hiền luôn, ở ban ngày đi làm thì chiều tối thì chỉ mới về đây thôi. Rồi, thì tiếp theo đây, đây có một cái ban công ở đây. Ban công đây thì cô chú anh chị mình có thể ra đây hóng gió, hóng mát hoặc là mình phơi đồ ở đây. Đó, mình phơi đồ ở đây. Rất là ok luôn. Đó. Đây là tay làm bằng sắt nha cô nha. Đó, sắt hợp sơn tinh điện chống reset cho nhà mình luôn. Đây, cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem hết clip của em Tùng nha. Thì em Tùng sẽ nhắc lại vị trí của căn nhà mình là nằm trên trục đường Hương Lộ 11, cách chợ Hương Long chỉ khoảng 5 phút thôi. Đó, thì đây cô chú anh chị mình đi quận 5, quận 6, quận 7, quận 8 rất là gần luôn, chỉ khoảng 25 phút đi xe máy thôi. Thì nhà mình là với thiết kế là ngang 4 dài 10. Đó, gồm có 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Và giá của căn nhà này luôn là chỉ có 780 triệu thôi. Sổ hồng riêng từng căn cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, bên em Tùng đã ra sổ hồng riêng từng căn cho cô chú anh chị luôn. Thì ở đây cô chú anh chị mình nếu mà muốn đi xem nhà hoặc muốn tư vấn kỹ hơn, rõ hơn về căn nhà thì hãy liên hệ số điện thoại của em Tùng để dưới màn hình. Em Tùng sẽ tư vấn kỹ hơn, rõ hơn về pháp lý cũng như căn nhà để cho cô chú anh chị mình tiện để đi xem, hoặc là cô chú mình mua để mua ở hoặc là đầu tư, thì bên em sẽ để một cái giá ưu đãi cho cô chú chị luôn nha. Khu này rất là đông đúc luôn và an ninh cho cô chú chị mình để ở hoặc đầu tư. Và cảm ơn cô chú anh chị.